đến đây chia sẻ cho chúng ta hiểu. Vậy trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn để làm phần sự của mình. Đề nghị quan anh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương. Kính thưa giáo lý viên Phạm Trung Can đồng quyền đảm trách chương trình. Kính thưa giáo lý viên Phan Thị Nga cũng là thành viên hội truyền giáo lý của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú. Kính thưa ông Nguyễn Văn Quân là trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú, cũng là trưởng ban tổ chức chương trình thuyết giảng hôm nay. Kính thưa ông Phan Văn Cảnh là phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú. Kính thưa ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phường Long Phú. Kính thưa quý ban trị sự các xã, phường, thị trấn trong và ngoài thị xã Tân Châu. Kính thưa quý cụ ông, kính thưa quý cụ bà, kính thưa quý cô bác cùng toàn thể anh chị em đồng đạo về tham dự chương trình thuyết giảng hôm nay kính mến. Thưa quý vị, hôm nay là nhân ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Dần, nhằm ngày 15 tháng 11 năm 2022. Chúng tôi cũng như giáo lý viên Phạm Trung Can hôm nay được đầy đủ duyên lành được trở về đây để được cùng quý đồng đạo chúng ta họp mặt để chia sẻ qua giáo lý siêu thượng của Đức Thầy. Thì hôm nay trở về đây chúng tôi hết sức là vui mừng và vô cùng quý kính cái tinh thần thương thầy lo đạo của toàn thể quý cô bác đồng đạo gần xa trở về tham dự buổi thuyết giảng hết sức là đông đủ như thế này. Vậy là nói đầu tiên chúng tôi xin được kính đến toàn thể lời thăm hỏi sức khỏe chân tình, lời hân hoan chào mừng cùng lời chúc phúc tốt đẹp an lành nhất ạ. Thưa quý đồng đạo, thì theo chúng tôi được biết thì mặc dầu mình sanh sao đã muộn nhưng mà được nghe mấy cô chú bác lớn tuổi cho biết đó, thì cái thời điểm này đây là cái thời kỳ vàng son nhất của đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Bởi vì từ khi mà Đức Thầy chúng ta ra đời và sau đó Đức Thầy vắng mặt cho đến nay, thì chỉ có cái thời điểm này là cái thời điểm phải nói là hết sức là thuận lợi tốt đẹp cho đạo Phật giáo Hòa Hảo, được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, rồi được tất cả quý đồng đạo chúng ta đã hiểu được ý thức giác ngộ về cái vai trò trách nhiệm của người tín đồ mà chúng ta tích cực hoằng truyền chánh pháp rộng rãi khắp tất cả mọi nơi. Mà mỗi phiên thuyết giảng như vậy thì ít có khi nào mà ít đồng đạo chúng ta lắm, mà nhất là về trên cái vùng Tân Châu, An Phú, Hồng Ngự, đồ dân dân, thì đồng đạo của mình đi dự thuyết giảng phải nói là rất là đông. Nhiều đồng đạo mình tính ra đó, đi dự thuyết giảng còn cực hơn giáo lý viên nữa. Mỗi như vậy đi khoảng 50-60 cây số, cả 100 cây số vậy đó, mà chúng ta cũng không nài cái sự khó khăn đó mà đến tham dự. Thì điều này chúng tôi cảm thấy là hết sức vui mừng cho cái nền đạo của mình. Thưa quý đồng đạo, tức là chúng ta từng cho biết là Phật tổ xưa còn ở nơi trần, Ngài gắng sức ra công hoằng quá, nền đại đạo lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật gia. Và sau đó thì khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì các vị tổ cũng đứng ra để mà cực lực hoằng truyền cái mối đạo Phật. Và đến ngày hôm nay thì Đức Thầy chúng ta ra đời, Ngài cho biết là ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn khắp hạ giới truyền khai đạo Pháp. Nhưng mà Đức Thầy mình lãnh nhiệm vụ chỉ có 7 năm, 10 tháng, 7 ngày. Rồi Đức Thầy chúng ta phải tạm vắng mặt nơi đây để đi giáo hóa nơi khác, để cho Thầy đi dạo ta bà đặng dạy kẻ đường xa chưa rõ. Thì hôm nay quý đồng đại chúng ta đã có được sấm giảng giáo lý của Đức Thầy. Đây là hiện thân của Đức Thầy để lại cho chúng ta. Thì mong rằng toàn thể quý cô bác, quý đồng đại chúng ta cũng như chúng con cố gắng học hiểu và cố gắng hành trì theo đó và làm sao hoằng truyền cái mối đạo này. Thì đó là chúng ta thỏa mãn cái hoài bão mà Đức Thầy chúng ta ra đời để dẫn dắt chúng sanh. Thưa quý đồng đạo, thì thôi thì vài lời nói đầu trở lại với phận sự hôm nay. Thì theo sự phân công thì giờ này theo cái sự mà đề nghị của ban tổ chức, thì trong giờ này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua 8 câu giảng như sứ ngôn vừa giới thiệu. Thưa quý đồng đạo, thì mình nghe Đức Phật nói là nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, có nghĩa là tất cả chúng sanh ai cũng có cái tánh Phật. Hay là Đức Phật từng cho biết là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thì mình nghe nói như vậy là ai cũng có thể thành Phật được hết á, rất là dễ phải không quý đồng đạo? Nhưng mà từ xưa đến nay thì mình thấy rồi, cả ngàn năm nhân tâm sao xuyến sao tu hoài, chẳng thấy ai thành.
quý đồng đạo thấy cái người tu thì nhiều mà cái người đắc đạo thì thật ra nó cũng không có mấy người quý đồng đạo. Mà cái mục đích, cái hoài bão của chúng ta là tu hành, ai cũng mong cho mình được đắc đạo, ai cũng mong cho mình được giải thoát, được thành Phật hết quý đồng đạo à. Nhưng mà trên cái con đường tu tập để đi đến chỗ đắc đạo giải thoát sanh tử đó thì không phải là một cái chuyện dễ dàng, mà đòi hỏi tất cả quý đồng đạo chúng ta muốn đi đến chỗ giải thoát thì đầu tiên nhất là làm sao chúng ta phải lập một cái chí nguyện tu hành giải thoát, có nghĩa là chúng ta phát tâm bồ đề kiên cố, sau đó rồi chúng ta còn phải rèn luyện cho mình đầy đủ tinh thần nghị lực để chúng ta vượt qua những cái sự thử thách cám dỗ của trò đời. Đồng thời sau đó rồi chúng ta còn phải biết tu tập trở lại nội tâm, rèn luyện cho mình có được một cái thanh kiếm trí huệ sắc bén để diệt sạch ma lòng, thì cuối cùng chúng ta mới đi đến chỗ thành công đắc quả. Chính vì tầm quan trọng đó mà trong sấm giảng quyển 5, tức là chúng ta đã sáng tác vào năm Tân Tỵ 1941 tại nhà thương chợ quán Sài Gòn, dài 776 câu. Thì trong đây Đức Thầy cũng đã gửi gắm cho tín đồ một cái thông điệp qua 8 câu giảng, đó là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi 8 câu giảng này Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào, để rồi chúng ta mình để trợ duyên với nhau trên cái con đường tu tập để cùng tu cùng tiến. Thưa quý cô bác đồng đạo, nghe là cái đề 8 câu thì quý đồng đạo mình ở dưới ngồi có thấy than vắng thở dài rồi phải không? Nói thường thường ấy, giáo lý viên trình bày có 2 câu à, mà 1 tiếng đồng hồ. Còn này 8 câu chắc cô Bạch Lê cũng nói tới 4 tiếng chắc chết hết trơn quá, phải không? Thưa quý đồng đạo, thì thôi thì mặc dù cái đề tài nó dài nhưng mà ở đây thì mình cố gắng mình cô đọng như thế nào đó để cho quý đồng đạo chúng ta hiểu được cái lời dạy thâm sâu của Đức Thầy mà thôi. Bởi vì nói với đạo bây giờ thì quý đồng đạo mình ai cũng hiểu hết trơn á, giáo lý Đức Thầy thì đồng đạo mình rất là tinh thông rồi, nhưng mà để ôn lại thôi quý đồng đạo. Thì trước tiên chúng ta sẽ giải thích từ ngữ để tìm hiểu về ý nghĩa nội dung, và sau phần giải thích từ ngữ xong chúng ta sẽ tóm lược đại ý để rút ra một cái ý chính trong cái cuộc đời tu tập chúng ta phải thực hành như thế nào. Thưa quý đồng đạo, thì mới cái câu đầu vô Đức Thầy chúng ta nói là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm. Thưa quý đồng đạo, ráng tu thì chúng ta thấy trên đời này thì nói về cái chữ ráng thì nhiều lắm quý đồng đạo, nhưng mà đặc biệt là ở trong giáo lý Đức Thầy chúng ta nhắc về cái chữ ráng tu nhiều lắm quý đồng đạo à. Ráng tu đắc đạo cứu cổ quyền, hay là ráng tu đem được Phật vào trong tâm. Chúng ta thấy chữ ráng có nghĩa là một cái gì đó nó nặng nề lắm, nó khó khăn lắm, chúng ta phải ráng. Ráng có nghĩa là vận dụng hết khả năng của mình để chúng ta làm được một cái việc gì đó thì gọi đó là ráng. Thưa quý đồng đạo, còn tu là gì? Tu thì có nhiều nghĩa lắm, nhưng mà mình hiểu cái nghĩa cơ bản nhất đó thì chữ tu có nghĩa là trau sửa. Chữ tu chứ khá trễ trầy, phải trau, phải sửa, nghe thầy dạy khuyên. Tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa, vậy thì mới mau. Có nhiều đồng đạo mình nói tu là sửa, có gì đâu khó mà phải ráng. Thưa quý đồng đạo, thật ra mình nghe cái chữ tu là sửa, nhưng mà nếu chúng ta không áp dụng cái chữ ráng thì mình sửa không có hoàn thiện hết quý đồng đạo. Chúng ta thấy nhiều khi những thói hư tật xấu, thầy nói là những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tặng mặt. Nhưng mà lắm khi những cái tật xấu của mình đó mình không cố gắng, mình ráng mình bỏ đó thì mình không thể nào mà thành công được. Chúng còn nói cái chuyện nhỏ thôi, ví dụ chúng ta thấy cái người mà nghiện rượu đi, mà bây giờ thầy chúng ta cấm đó là không cho uống rượu, nhưng mà quý đồng đạo mà không cố gắng ráng rồi đó thì chúng ta bỏ không được. Chúng còn nói một cái điếu thuốc lá thôi, mà lắm khi quý đồng đạo chúng ta không ráng rồi đó bỏ cũng không nổi nữa đó. Vì vậy mà thầy chúng ta từng cho biết là cái việc sửa sang những cái thói hư tật xấu này nó rất là khó khăn, đòi hỏi cả một cái quá trình vận dụng hết khả năng của mình trong cái việc tu sửa đó thì chúng ta mới tốt đẹp được. Thế nên thầy chúng ta kêu chúng ta phải ráng, ai ai hãy ráng xét mình, nếu còn tánh xấu á thì rinh ra ngoài, nó nặng lóc mới rinh phải không, chứ nó nhẹ thì đâu có rinh. Vì vậy chúng ta ý thức cái chỗ này. Thưa quý đồng đạo, trên đời này đó tu nó là một cái điều đưa đến con đường chân hạnh phúc, mà cụ Nguyễn Du từng bảo là tu là cõi phúc. Thế nên bất cứ một con người nào trong xã hội mà thời đại nào thì luôn luôn lấy cái chữ tu làm cái phương pháp trị bình. Mà Đức Khổng Tử từng dạy là dục bình thiên hạ tiên trị kỳ quốc, dục trị kỳ quốc tiên tề kỳ gia, dục tề kỳ gia tiên tu kỳ thân. Có nghĩa là tu thân tề gia trị quốc mới bình thiên hạ. Và Ngài cũng từng bảo là tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhất thị gia dĩ tu thân di bổn. Có nghĩa là từ hàng vua quan cho đến thứ dân đều phải lấy sự tu thân làm gốc. Chúng ta thấy cái sự tu nó quý như vậy đó,
Tu nó giúp cho mình tốt đẹp, tu nó làm cho gia đình, xã hội, đất nước được bình yên. Tu sẽ đưa cho chúng ta hết khổ của đồng đạo à. Không tu chừng khổ cũng ngân, tu hành gặp cảnh vui mừng tội thay. Tu nó quý như vậy đó, mà lắm người không có ráng. Còn cái chuyện đời của đồng đạo thấy không? Đường danh lợi đua chen mùi ông ổng. Cái danh cái lợi là cái thứ giả. Mà lắm khi con người chúng ta hết sức là ráng, vất vả cực lực ngày đêm làm đó nghe, bỏ ăn bỏ ngủ để cầu cho mình được một cái số tiền tài vật chất gì đó, nhưng mà nó là cái giả. Mà lắm khi chúng ta ráng hết sức vậy đó với đồng đạo, hay là chúng ta thấy không, người xưa từng bảo là ăn nhiều thì sao với đồng đạo, ăn nhiều thì lú, ngủ nhiều thì ngu. Vậy mà có những người cũng ráng ăn cho ăn no rồi cũng ráng cho hết sức phải không, còn ngủ thì tới sáng rồi đó còn cũng không chịu thức dậy mà cứ nằm ráng hoài. Thưa quý đồng đạo, do đó con người chúng ta đó thì làm sao chúng ta phải cố gắng tu thôi quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, mà đặc biệt Đức Thầy chúng ta nhắc là ráng tu để làm gì? Ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm. Thì quỷ khiếp thần khâm là gì quý đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, trong hướng giảng thì Đức Thầy chúng ta nhắc là định thần dẹp hết tà tâm, quần lai bổn tánh, thần không quỷ nhường. Thì ở đây quỷ khiếp thần khâm có nghĩa là nói mình tu như thế nào đó cho ma quỷ á, nó khiếp sợ mình, phải không? Còn thần thánh nó thì lúc nào cũng khâm phục, cũng nể gì, cũng ủng hộ chúng ta. Thưa quý đồng đạo, có nhiều người nói là quỷ ma hay phá rối người tu, sao mà nó khiếp sợ mình được. Có một chú nào cũng nói Bạch Lê ơi, chú nói thiệt với con nha, chú tu hồi đó tới giờ đó, vợ chú nè, con chú nè, nó còn không sợ chú nữa. Mình tu cách nào mà cho quỷ nó sợ được? Thưa quý đồng đạo, mình nghĩ coi tại sao mình tu mà xung quanh mình không có ai nể trọng mình, không có ai sợ mình, là do mình tu sao vậy quý đồng đạo? Chắc có lẽ là mình nhớ lại cái câu chuyện của Đức Thầy nói đó là thiếu đức nói người không có nghe đó. Vì vậy mà nếu chúng ta tu mà mọi người bên ngoài chưa có kính trọng mình đó, thì chắc có lẽ là chúng ta bị thiếu đức. Mà Đức Thầy cũng cho biết là thất đức thì ma quỷ rối loạn, tu đức thì ma quỷ tiêu tan. Do đó mà quý đồng đạo chúng ta nhớ rằng đó nghe, mặc dầu đó là đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng, nhưng mà đạo cao nhất trượng thì sao? Ma quá đầu thượng, mà đạo quá đầu thượng thì ma nhượng đầu sư. Do đó mà quý đồng đạo cố gắng tu tập như thế nào, bên trong thì chúng ta trao sửa thân tâm, thân khẩu ý cho nó tốt đẹp, bên ngoài chúng ta nghiêm trì giữ gìn giới luật một cách cẩn mật, để làm sao cho chúng ta có đức thì lúc bấy giờ chắc chắn 100% là ma quỷ, thần thánh sẽ ủng hộ chúng ta và ma quỷ nó sẽ kính phục quý đồng đạo. Quý đồng đạo nhớ lại, nếu chúng ta tu mà chân chánh rồi đó, ma quỷ nó kính phục mình lắm. Quý đồng đạo nhớ lại cái câu chuyện mà thời xưa vào thời của Đức Phật không? Thì lúc bây giờ đó là có một cái thời là Đức Phật nói lại cái tiền kiếp của Ngài đó. Là Ngài là một vị vua, thì Ngài đang trị vì một cái đất nước, thì bỗng nhiên lại là xuất hiện những cái loài quỷ mà ăn thịt người ta đó. Vì vậy mà dân chúng chết không biết bao nhiêu. Do đó mà nhà vua mời đủ thứ các thầy về, thầy phù thủy nè, thầy đủ thứ thầy hết để mà ém những cái loại ma quỷ này, nhưng mà cũng không có hiệu quả. Thì một cái ngày nọ Đức vua suy nghĩ chắc lẽ là mình thiếu tu, thiếu đức, do đó mà quỷ nó mới lận hành như vậy. Thế nên Đức vua mới ra cái lệnh đó là Đức vua là tự thân mình ăn chay, bắt đầu làm lành và giữ giới tu tập. Rồi sau đó Đức vua mới truyền lệnh ra cho tất cả thần dân trong nước, ai ai cũng phải biết giữ gìn giới luật, rồi ăn chay, làm lành, tu tập. Thì sao quý đồng đạo, sau khi mà Đức vua truyền cái lệnh đó ra rồi thì không có bao lâu quý đồng đạo là bắt đầu không còn cái nạn mà quỷ ăn thịt người ta. Thì cái bữa sau đó quý đồng đạo biết không, 5 con quỷ nó xuất hiện trước bệ rồng, nó khóc là muôn tâu bệ hạ, chúng con là chỉ sống được là nhờ hút máu của con người chúng con mới sống được mà thôi, mà hôm nay Ngài ban cái chiếu chỉ cho khắp nước của ông của Ngài đó, ai cũng biết tu hành hết trơn á, vì vậy mà chúng quỷ chúng con làm sao dám đó là phá hoại hút máu của cái người tu hành, những cái người có đức hạnh, thì làm sao chúng con dám? Vì vậy mà chắc có lẽ là chúng con phải chết. Bệ hạ ơi, làm sao Ngài cứu chúng quỷ của chúng con? Thì nghe đến đây rồi thì Đức vua hết sức là đau lòng. Do đó mà Đức vua nói được rồi, thôi các ngươi đừng có khóc nữa, từ đây về sau mỗi ngày như vậy đó, các ngươi hãy đến đây, ta sẽ chích máu của ta cho các ngươi dùng. Thưa quý đồng đạo, thì sáng sớm hôm sau loại quỷ nó xuất hiện. Thì lúc bây giờ đó là trước khi mà Đức Phật để mà chích máu mình để cho mà quỷ nó hút đó, Đức vua trước khi làm phận sự đó thì Đức vua mới thiết một tràng pháp.
về nhân quả nghiệp báo cho lội quỷ nghe. Thì nghe xong rồi thì lội quỷ này hết sức là sợ hãi, và từ đó về sau đó là thệ nguyện, đó là dầu chết cũng không làm việc ác để hút máu người. Thưa quý đồng đạo, sau khi mà nó thệ nguyện như vậy rồi thì cố gắng tu tập, thì lội quỷ đó sau nó bỏ xác và nó được thác sanh lên cõi trời. Thì qua cái câu chuyện này, quý đồng đạo chúng ta thấy chưa, mình tu hành mà có đức rồi đó, tu hành chân chánh rồi thì ma quỷ nó rất là kính trọng chúng ta. Còn mình tu mà có đức rồi đó thì thần thánh cũng khâm phục mình luôn đó quý đồng đạo. Quý đồng đạo nhớ là cái câu chuyện mà trong Sa Di Luật không? Thì có cái câu chuyện là ba vị thầy, một cái vị thầy và cùng hai vị đệ tử của mình đang tu trong một cái thiền viện, một cái am cốc. Thì ông thầy đó, thì ông tu, ông chứng quả, ông tu, ông thiền định, có nghĩa là tâm của ông rất là sáng suốt, ông nhìn xa thấy rộng, mọi công việc ông biết hết. Và trong chùa đó thì có hai cái chú tiểu cũng cùng tu. Nhưng một cái ngày nọ thì ông thầy ông đang thiền định, thì thấy hai cái vị đệ tử của mình ra phía trước sân á, ngồi nói chuyện chơi. Thì cách đầu á, thì cái vị thầy tu này nhìn thấy hai đệ tử của mình nói chuyện gì mà không biết. Lúc bấy giờ thần thánh nghe kẻ quỳ người hầu đứng nghe pháp gấp, đứng nghe một cách rất là trang nghiêm. Thì sau khi nghe một chút xíu thôi thì tự nhiên thì những vị đó người ta phun nước miếng, người ta bỏ đi. Thì lúc bấy giờ ông thầy của mình đó, ông vị thầy đó mới xả định ra, đi ra để hỏi hai cái vị đệ tử của mình: các con bàn cái chuyện gì, các con bàn chuyện gì nãy giờ trước sân đây, các con hãy nói cho thầy nghe coi. Thì lúc bấy giờ đó là đệ tử không thể giấu được thầy, bởi vì biết thầy mình là cái người tu đắc đạo, thế nên không giấu được. Do đó mà hai vị đệ tử mới thưa thầy, ban đầu đó thì hai huynh đệ của con đó là nhắc lại những cái chuyện Phật pháp mà thầy đã giảng cho chúng con nghe hàng ngày. Ban đầu hai anh em của con bàn chuyện đạo không à, bàn cái công chuyện tu hành. Nhưng mà bàn chuyện tu hành hồi cái sao nó cũng hơi chán, do đó mà chúng con bàn về cái việc thế tục. Thì ông thầy nói rõ ràng, vì vậy mà cấp đầu đó các ngươi bàn cái chuyện tu hành, do đó mà ta thấy rõ ràng là thần thánh đang đó là quỳ là mợp và kính trọng các ngươi. Nhưng mà sau đó một thời gian các ngươi bàn cái chuyện thế tục, vì vậy mà họ phun nước miếng rồi họ bỏ đi. Do đó các con từ đây về sau phải cố gắng một lòng một dạ tinh tấn tu hành, đừng bao giờ bàn đến chuyện thị phi, đừng bao giờ nói đến chuyện thế tục. Tu làm sao giữ thân khẩu ý thanh tịnh để cho thần thánh lúc nào cũng kính trọng chúng ta. Thưa quý đồng đạo, thì qua cái câu chuyện này quý đồng đạo chúng ta thấy thầy mình kêu đó là ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, có nghĩa là chúng ta ráng tu tập như thế nào cho có được cái âm đức để cho tất cả mọi người cũng như ma quỷ thần thánh lúc nào cũng kính trọng, cũng khâm phục chúng ta. Thì đó là một ý. Và ý thứ hai, quỷ khiếp thần khâm là gì quý đồng đạo? Quỷ ở đây là muốn nói đến quỷ vô thường quý đồng đạo à, còn thần ở đây tức là thần chết đó quý đồng đạo. Mình tu như thế nào mà cho quỷ vô thường nó không dám đến dắt mình, và thằng chết nó cũng không dám bén mảng gần chúng ta đó. Tu như vậy mới ngon quý đồng đạo. Mà quý đồng đạo còn ở đây thì thằng chết nó có sợ mình không? Thầy chúng ta nói như thế nào quý đồng đạo? Quỷ vô thường thì lúc nào cũng là quỷ vô thường thì dắt xuống diêm đình, còn thằng chết kia thì lúc nào nó cũng ôm hót bên mình. Mà chúng ta tu như thế nào mới thằng chết mới khỏi ôm chúng ta, khỏi ôm hót bên mình chúng ta quý đồng đạo? Phải chăng chúng ta tu giải thoát về cái cõi cực lạc, cái cõi Phật, thì lúc bấy giờ đó là mới không có thằng chết nó bén mạng đến mình. Mà Đức Thầy chúng ta nói như thế nào quý đồng đạo? Đường sanh mạng Phật ta đồng thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn, tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Phải không quý đồng đạo? Và Đức Thầy chúng ta còn dẫn mình nè: định thần dẹp hết tà tâm thì quần lai bổn tánh. Quần lai bổn tánh có nghĩa là chúng ta trở lại cái Phật tánh của mình rồi thì sao? Định thần dẹp hết tà tâm, vườn lai bổn tánh thì thần không quỷ nhường. Do đó cái câu đầu tiên này Đức Thầy khuyên chúng ta phải cố gắng tu tập như thế nào để chúng ta giải thoát luân hồi sanh tử, cho quỷ vô thường thần chết nó không dám bén mảng gần chúng ta. Thì đây là cái ý đầu tiên của cái câu thứ nhất là tu để giải thoát sanh tử. Mà muốn được như vậy thì phải làm sao? Tiếp đến Đức Thầy chúng ta dạy nè: nếu ai muốn tu để giải thoát luân hồi sanh tử thì cái quan trọng nhất là phải được tâm phát bồ đề vững chắc. Và dài dài ở những câu sau Đức Thầy mới dạy tiếp để mà chúng ta đạt được cái sự tu để giải thoát. Thưa quý đồng đạo, bây giờ đó là được tâm phát bồ đề vững chắc. Thì tâm phát bồ đề vững chắc là sao quý đồng đạo? Tâm phát bồ đề đó, nói cho ngược lại đó là nói cho nó suông lại đó, nghĩa là phát tâm bồ đề. Bởi vì cái chữ bồ đề, cái nghĩa của nó là giác ngộ quý đồng đạo. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Vậy thì chúng ta phát tâm bồ đề có nghĩa là chúng ta phát tâm giác ngộ, tu cầu đạo giải thoát, có nghĩa là chúng ta tu để thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì gọi đó là phát tâm bồ đề. Còn vững chắc có nghĩa là chúng ta
không có gì lai chuyển được. Cái tâm chúng ta lúc nào cũng giữ vững cái lập trường kiên cố thì gọi là phát tâm bồ đề vững chắc. Thưa quý đồng đạo, hôm nay thì quý đồng đạo mình ai cũng có phát tâm bồ đề vững chắc chưa nè? Phát tâm bồ đề vững chắc có nghĩa là chúng ta phát tâm tu để thành chánh quả đó quý đồng đạo à, tu thành Phật đó. Mà thầy chúng ta từng nói sao? Nguyện tu thành Phật chẳng lành, độ trong sanh chúng thổi lâm tai nạn. Thưa quý đồng đạo, quý cô bác đồng đạo chúng ta nhớ lại ngày xưa mà sau khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành thì lúc bây giờ đó là ngày sau khi mà Thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành mà ông đã phát hiện được hai cái đường lối sai lầm rồi đó, thì lúc bây giờ ngài mới xuống dòng sông, ngài mới tắm gội sạch sẽ và ngài đến gốc cây Tát Bát La Thiền Định và phát đại thệ. Chúng ta nhớ ngài phát đại thệ như thế nào không? Ngài nói như thế này nè: nếu thân không thành đạo vô thượng bồ đề, dầu thân này có nát, ta quyết không rời khỏi nơi đây. Đó, cái tâm phát tâm bồ đề của Thái tử ngày xưa là nếu không thành đạo bồ đề thì dầu cái thân này có nát, ta quyết không rời khỏi nơi đây. Có nghĩa là nếu mà không thành đạo chánh đẳng chánh giác thì dầu cho tan xương nát thịt, dầu có chết đi chăng nữa cũng phải ngồi ngay cái gốc cây đó mà tu tập tiếp tục mãi mãi, chứ không bao giờ rời khỏi nơi đó. Còn hôm nay quý cô bác đồng đạo chúng ta phát tâm bồ đề có nghĩa là mình phát tâm tu thành Phật đó quý đồng đạo, thì dầu cho có chịu muôn ngàn cái sự cay đắng khổ khó như thế nào, mà miễn chừng nào mà chưa về Phật thì nhất định là chúng ta phải tu đó, lúc nào chúng ta cũng phải phát tâm như vậy. Nhưng mà quý đồng đạo nên nhớ nghe, một cái người mà phát tâm bồ đề tu mà thành Phật rồi đó thì là bây giờ nó rúng động cả cõi trời và cõi người quý đồng đạo à, rúng động hết tất cả trời đất. Mà thường thường mà cái người phát tâm bồ đề thì sao? Khi mà rúng động cả trời đất rồi thì lúc bây giờ chúng ta gặp một cái sự thử thách rất lớn. Quý đồng đạo thấy từ xưa đến nay các vị Phật cũng như các vị tổ cũng vậy, sau khi mà vừa phát tâm bồ đề xong thì phải đương đầu với một cái sự thử thách rất lớn. Quý đồng đạo nhớ lại tiền thân của ngài Ca Diếp không? Sau khi mà ông phát tâm bồ đề là tu hành là bố thí ba la mật đó, có nghĩa là ai xin cái gì cũng cho hết trơn, tất cả không có liên tiếp một cái thứ gì hết, hỏi ai xin là sẵn sàng cho. Ông mới vừa phát tâm như vậy thôi thì sao quý đồng đạo? Lúc bây giờ đó là có một cái vị trời để thích xuống mới giả ra một cái người thanh niên đứng trước mặt ngài Xá Lợi Phất đó, là tiền thân của ngài Xá Lợi Phất chứ không phải kiếp đó, đứng đó rồi khóc: ngài ơi, bây giờ làm sao ngài cứu con? Bây giờ mẹ của con mang cái bệnh rất nặng mà các thầy thuốc nói là chỉ có cái con mắt của cái vị sa môn tu hành á mới có thể cứu được mẹ con. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi tiền thân ngài Xá Lợi Phất phát tâm tu đó là bố thí ba la mật, do đó mà không có ngần ngại gì hết với đồng đạo, móc cái con mắt đem ra tặng liền. Nhưng mà mắt cái con mắt trái đưa ra thì lúc bây giờ cái vị thanh niên này mới nói: ngài ơi, ngài giỏi quá, ngài không có hỏi kỹ. Thật ra ông thầy thuốc ông nói là mắt cái con mắt có phải mới làm thuốc được, còn cái con mắt trái thì không có làm thuốc được ngài ơi. Cái đồng đạo thấy móc cái con mắt đâu phải là cái chuyện đơn giản, mà dám mắc một cái con mắt trái rồi, bây giờ người ta nói con mắt đó không sử dụng, mà làm sao phải lấy con mắt phải mới sử dụng được. Gặp mình chắc tới đây mình thối bồ đề tâm rồi phải không? Nhưng mà đối với cái vị này thì sao? Móc luôn cái con mắt phải đưa ra cho luôn với đồng đạo. Nhưng mà sau khi vừa móc cái con mắt phải đưa ra rồi thì sao? Cái người này cầm lên ngửi cái nó quay quăng xuống đất ném lấy giò trà đạp mà nói như thế này: chàng ơi, tưởng đâu con mắt của nhà tu nó thơm tho, chứ con mắt nhà tu gì tanh rình như vậy thì sao làm thuốc được. Bắt đầu móc quăng con mắt vào trà luôn với đồng đạo. Rồi lúc bây giờ thì sao? Thôi quý đồng đạo ơi, do đó mà tiền thân của ngài Xá Lợi Phất ngài thối thắt bồ đề tâm liền. Hồi nãy thì xin cái gì cũng cho hết chân, nhưng mà bây giờ ông nói từ đây về sau không cho ai cái thứ gì nữa hết chân. Mình cho con mắt bên đây rồi cho con mắt bên kia, rồi cuối cùng lại người ta không sử dụng mà người ta chà, người ta đạp như vậy là thối thắt bồ đề tâm liền. Thì sao quý đồng đạo? Thì lúc bây giờ trời đã thích hiện ra, mới cười kha khả: ngài ơi, ngài nói đó là nguyện phát tâm đó là bố thí ba la mật, mà ta chỉ thử ngài một chút xíu thôi là ngài đã thối thất bồ đề tâm rồi. Quý đồng đạo thấy chưa? Hôm nay quý cô bác đồng đạo chúng ta nhớ nghe, mình phát tâm nguyện tu thành đạo chánh đẳng chánh giác, nguyện tu giải thoát đó, mới vừa phát tâm ăn chay trường thôi, chút xíu là vài ba tháng sau là mang cái cân bệnh tới rồi, cái là con cháu nó khóc: mẹ ơi, mẹ đừng có ăn chay nữa, mẹ ăn chay mẹ bỏ con sao mẹ. Cái là rồi thối thất bồ đề tâm phải không? Hay là chúng ta thấy không, mình ví dụ mình muốn phát tâm mình bố thí đó, thấy ban trị sự nè, có nhiều đồng đạo mình đó, với đồng đạo thấy là đầu tiên là phát tâm bồ đề, tiền của nhiều quá rồi, bây giờ trải qua một cái trận đau khổ nào đó, phát tâm bây giờ tao hãy tao có duyên tao tới ban trị sự nào đó,
là tôi sẽ ủng hộ ban trị sự đó làm 15 20 triệu gì đó tùy theo cái khả năng của tôi, phát tâm hết chân rồi. Nhưng mà sao cái đồng đạo cái đi tới đâu phải là gặp ban trị sự nào mà cũng đi tới đâu người ta cũng chảy rải chảy chiếu qua, rồi người ta rải qua chảy chiếu bông, người ta rải qua, người ta lót, người ta mời mình đi đâu, đi đến một hai ban trị sự nào đó thấy người ta nhiều khi mà thiếu nhân sự tiếp đãi không có nồng hậu, rồi về nhà là thối thất bồ đề tâm, nguyện từ đây về sau đó nha, mấy cái ban trị sự mà tiếp đãi không có nồng hậu đó đừng có bao giờ tao tới đó để tao giúp nữa. Thưa quý đồng đạo thấy chưa, à, mình nguyện mình phát tâm như vậy rồi nhưng mà lắm khi vì một cái sự thử thách nào đó mà chúng ta không biết là chúng ta thối thất bồ đề tâm. Thế nên ai mà phát tâm bồ đề vững chắc rồi thì sao quý đồng đạo, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Mà đức thầy chúng ta nói như sao quý đồng đạo, chữ bồ đề như cội bá tòng, ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng thì là được định chừng diệu quả. Thằng chúng ta ráng đi quý đồng đạo, à ráng giữ những cái tâm bồ đề chúng ta kiên cố rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công đắc quả. Thưa quý đồng đạo. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thầy chúng ta nói là được tâm phát bồ đề vững chắc. Rồi ngài còn dặn chúng ta thêm nè, phải giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng. À bây giờ giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Chúng ta hồi nào tới giờ mình có bị ma dương nó dẫn dắt mình chưa nè? Bây giờ hôm nay mình tìm coi ma dương là gì. Mà đức thầy chúng ta từng bảo là cầu tu cho đạt ngũ hương, quê gươm trí huệ, ma dương hải hùng. Thưa quý đồng đạo, thì ma dương ở đây nó có hai phần, sự và lý. Nếu chúng ta nói về sự là ma dương có nghĩa là chúa của loài ma, là chỉ cho thiên ma ba tầng ngày xưa đó. Thiên ma ba tầng mà ở cái cõi trời là thao quá tự tại đó quý đồng đạo. Ngày xưa mà sau khi thái tử Sĩ Đạt Ta tu hành mà sắp hành đạo rồi thì sao? Chúng đem quyến thuộc đến để mà phá thái tử cho tan nát. Nhưng mà cuối cùng lại thì phá không được quý đồng đạo. Chúng ta thấy ma dương đó đâu phải là mình nó hiện cái hình mà như con ma con quỷ mà mình thấy mình biết được đâu. Chúng ta thấy ngày xưa mà ma dương mà nó đến nó phá Phật thì đầu tiên là sao? À, thiên ma ba tầng mới cho ba người con gái đến để mà thử làm thái tử. Thì ba người con gái này là tượng trưng cho danh lợi tình đó quý đồng đạo. À, cái người đầu tiên thì sao? Con gái đầu tiên đến, chàng ơi, ở trong cung vàng điện ngọc đầy đủ quy quyền như thế này mà tại sao chàng không ở đây mà chàng thọ hưởng, mà chàng lại bỏ ngôi cao như vậy mà chàng phải đi vào trong rừng sâu núi thẳm tu chi khổ cực như thế này. Rồi tiếp đến thì sao? Cái người đó dụ không được rồi thì tiếp đến là đầu giả ra là công chúa Gia Du Đà La, đi đến thì sao? Khóc lóc, chàng ơi chàng bỏ thiếp sao, con mình đó là La Hầu La nó còn nhỏ sao mà chàng bỏ cho đành, tìm đủ cách để mà quyến rũ để làm lung lạc cái tâm thiền định kiên cố của thái tử. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Không thể nào mà làm cho lung lay được cái tâm thiền của ngài được. Rồi cuối cùng thì họ lại quá ra cái chiêu khác. Quý đồng đạo thấy đó, sau đó rồi họ quá ra đó là một cái những cái vong hồn mang đầu trâu mặt ngựa, đeo toàn là những cái sọ người ta, rồi dùng cơm cung tên mũi giáo là đâm bắn vào ngài. Nhưng mà bắn xả vào ngài thì cũng sao? Cũng không lay chuyển được cái tâm bồ đề của ngài, không có làm sao làm cho ngài mất đi cái sự chánh định. Rồi tiếp tục thì tiếp đến là bắt đầu làm những cái chiêu trò đó không được thì họ bắt đầu họ tìm những cách, những cái thú vui để làm cho ngài vui sai trong đó. Bắt đầu họ quá ra những cái cây đó là chiên đàn nè, rồi có những cái tiếng nhạc rất là vui tai. Nhưng mà cuối cùng lại thì vào cái cảnh nào đi chăng nữa thì đối với cái tâm của thái tử thì không có cách gì làm lay chuyển được. Thì sau cái đồng đạo cuối cùng lại thì nó nguyện sau này nó sẽ độn nhập vào làm đệ tử của Phật để phá đạo cho tan rã. Thế nên đức thầy chúng ta nhắc đó, hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài mà cũng không rúng động đặng ngài nên cố quán phá đời mãi mãi. Nên hôm nay với cô bác đồng đạo mình nha, mình phải phòng thủ đó. Phòng thủ là sao đây? Ma dương này đó, nó không có xa mình đâu. Lắm khi nó ở trong nhà của mình nè, à, lắm khi nó là những cái người ở trong đạo của mình đó, mà nó làm cho mình nó cản trở cái con đường tu tập, làm cho mình lung lạc đức tin, làm cho mình sa ngã theo nó, thì chúng ta phải cố gắng để chúng ta phòng thủ. Nhưng mà quý đồng đạo cứ yên tâm nha, dầu cho nó phá cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà lúc nào cũng có Long Thần hộ pháp ủng hộ chúng ta. Nếu chúng ta mạnh dạn, chúng ta cương quyết rồi thì một mặt chúng ta dùng hết nội tâm của mình để chúng ta thắng, thì bên ngoài nữa thì có Long Thần hộ pháp, chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Thế nên đức thầy chúng ta nói là phiên bổn đạo đó, ngồi tham thiền bị nói ghẹo hoài mà cũng không rúng động đặng ngài nên cố quán phá đời mãi mãi. Trong bổn đạo cùng là sư giải, ráng bền lòng cho được thiền từ, hết khổ lao thì đến vui cười, chừng đó mới
quỷ tình quyển ước, thưa quý cô bác. Do đó chúng ta cố gắng đi, những cái thử thách đó nó qua rồi chắc chắn sau này chúng ta sẽ đạt được buôn điều an vui hạnh phúc. Chúng ta muốn cái gì là chúng ta được thứ đó, thưa quý đồng đạo. Và nếu nói về lý thì ma dương ở đây là gì quý đồng đạo? Nếu nói về lý thì ma dương nó có trong lòng của tất cả mọi chúng ta. Từ xưa đến nay chúng ta làm bạn với ma dương đó mà lắm khi chúng ta không hay. Ma dương này tức là tam độc chướng đó quý đồng đạo, mà Đức Lục Tổ từng bảo là tà kiến tam độc thật ma dương. Lúc tà mê ma tại thân nương, khi giác ngộ Phật thường tại thể, tà kiến giấy độc sanh tác tệ, tức ma dương tại thể chủ quyền, chánh kiến trừ tam độc tâm yên, ma biến Phật thấy liền trước mắt. Đó quý cô bác đồng đại, chúng ta nên nhớ rằng ma dương nó không có xa mình đâu. Nếu ai mà nổi tham, nổi sân, nổi si, đó là chúng ta đang sống trong cái bè lũ của ma dương. Mà nếu chúng ta tu theo ma rồi thì sao? Hãy con ma thì ma bắt, con Phật thì Phật dắt, phải không quý đồng đạo? Con quỷ thì quỷ diều. Do đó ai sống bằng cái tâm nào thì chúng ta sẽ chiêu cảm trong cái cảnh giới đó mà thôi. Thế nên hôm nay chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta phải sống với cái tâm Phật, đừng bao giờ sống theo cái tâm của ma dương, rồi sau này chúng ta phải xa đọa, chúng ta phải khổ đau vì nó, thưa quý đồng đạo. Giữ đừng cho ma dương dẫn dắt. Rồi thầy chúng ta còn kêu mình nè, phải thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thường là gì quý đồng đạo? Thường nhớ có nghĩa là chúng ta phải thường giác, quý đồng đạo, phải thường nhớ hoài như vậy, không có được gián đoạn. Quý đồng đạo thấy một cái người mà chiến sĩ mà người ta ra chặn thì sao? Lúc bây giờ mà đương đầu với giặc rồi mà cái người này mà quên lãng một chút xíu thôi là coi như bị giặc nó bắn là mất mạng, không có giữ tồn tánh mạng. Hôm nay người tu chúng ta cũng vậy, lúc nào chúng ta cũng đương đầu với những cái giặc nội tâm cũng như giặc bên ngoài. Mà nếu quý đồng đạo chúng ta không thường rồi đó, không thường, không nhớ đến đó thì không có cảnh giác rồi thì coi chừng chúng ta mắc mạng như chơi quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, mà thầy chúng ta nhắc thường gì quý đồng đạo? Thường nhớ câu đại lực đại hùng. Thưa quý đồng đạo, đại lực đại hùng đây muốn nói lên cái sức mạnh của nội tâm, chứ không phải nên 19 tuổi tâm đại hùng cương quyết tu trì. Thưa quý đồng đạo, hôm nay chúng ta có được đại hùng chưa? Ngày xưa Thái tử là một cái người giàu sang phú quý tứ hải, có đầy đủ uy quyền, không ai bằng hết trơn á. Vậy mà ngài đã đại hùng, ngài dứt bỏ như chơi. Mình vàng Thái tử ngôi còn bỏ, dốc ngọc đông cung tước phế liền. Xem đó hỡi người mau lập chí, tu hành khá nhớ giữ cho nguyên. Còn hôm nay mình thì sao? Tôi nói đó nghe, không có được gì hết trơn, chưa bằng cái gót nhỏ của Thái tử nữa. Mà tối ngày chúng ta cứ mê mang danh lợi hoài với đồng đạo à. Do đó nếu ai mà không có tâm đại hùng, chúng ta không thắng qua được những cái sự vật chất ở thế gian này, những cái sự quyến rũ ở thế gian, thì coi như chúng ta thua với đồng đạo à. Nhất là về cái vấn đề mà danh lợi tài sắc ở thế gian này nó nhiều lắm. Nhất là quý đồng đạo thấy không, ngày hôm nay con người của chúng ta tu á thì lắm khi chúng ta không có vượt khỏi về cái danh lợi thôi. Nói gì danh lợi thôi là chúng ta vượt không khỏi rồi. Mà Đức Thầy chúng ta lúc nào cũng kêu mình thì sao quý đồng đạo? Sớm chiều phủi sạch lợi danh, tầm nơi chánh giác cõi thanh đặng về. Chúng ta muốn bỏ cái này nè, bỏ cái nhỏ chúng ta mới có cái lớn. Mà tối ngày chúng ta cứ mài mò, cứ tìm cầu những cái nhỏ này hoài, những cái giả tạm hoài, thì làm sao chúng ta có được cái lớn, phải không quý đồng đạo? Thế nên Thầy khuyên chúng ta phải cố gắng làm sao phải xa lánh đi những cái điều vật chất giả tạm phù phiếm ở thế gian, để sau này chúng ta mới được về cái ngôi tiên, sau này về chúng ta mới về cái cảnh Phật được. Còn nếu ai mê mang ở đây hoài thì không bao giờ chúng ta thành đạo được quý đồng đạo. Thì đó là cái thứ nhất là đại hùng. Thứ hai là đại lực là sao quý đồng đạo? Đại lực có nghĩa là cái tâm phát tâm một cách mạnh mẽ để làm sao chúng ta thắng đi những cái nội tâm ở bên trong của chúng ta, vượt qua tất cả những cái sự câu nhự của trò đời. Cũng như ngày xưa mà chúng ta thấy không, Thái tử Siddhartha đó, sau khi mà ngài ngồi thiền định rồi thì sao? Lúc bây giờ đó là ma quân theo khóa ngài không biết bao nhiêu. Ngài dùng cái tâm đại lực của ngài để ngài thắng qua tất cả nội ma ngoại ma, ngài mới đi đến chỗ thành đạo được. Mà Đức Thầy chúng ta nhắc sao quý đồng đạo mình còn nhớ không nè? Hồi thở trước hít cao, dùng thần thông nghị lực dẹp tan, đúng quý đồng đạo? Thầy chúng ta nhắc đó, ngài dùng thần thông nghị lực để ngài dẹp tan được. Vì vậy mà hôm nay quý đồng đạo mình coi, nói thiệt với quý cô chú đồng đạo mình đó nghe không? Mình tu mà không có cái tâm đại lực rồi đó quý đồng đạo à, chúng ta rớt liền đó. Nhất là thời hôm nay quý đồng đạo thấy không, chúng con nói nếu chúng ta không có cái đại lực rồi đó là chúng ta thua liền quý đồng đạo à. Tôi nói hết người này nhắn tin tới người kia, chàng ơi em đi một mình anh như vậy đó nó cực khổ lắm. Bây giờ đó để anh chở cho đi,
rồi đi đó nghe, là đi là không có đi xe Honda đâu, đi xe hơi không à. Rồi ở nhà một mình như vậy đó làm cực khổ lắm. Bây giờ về với anh đi, anh sẽ đó là có nhà lầu nè, có xe hơi nè, cho đi làm từ thiện đó là thoải mái. Muốn đi truyền đạo thì tự do đi, rồi sẽ ủng hộ luôn. Rồi có người nói như thế này nè quý đồng đạo. Bây giờ đó, nếu mà em mà chịu ưng một cái đó nha, hồi nào tới giờ anh không có tu nha, không có ăn chay, nhưng mà cưới được em rồi thì sao? Nhất định anh sẽ ăn chay, anh sẽ tu và đem hết tài sản của anh ra để bố thí luôn nữa. Nếu bây giờ chúng ta không có đại lực thì sao quý đồng đạo? Quý cô bác ơi, một vị đồng đạo này thiếu đại lực thôi. Thì bắt đầu nghe cái vị này nói như vậy rồi thì bắt đầu bàn với chúng tôi đó. Bữa đầu thì đi qua nói cô Bạch Lê ơi, người ta nói với tôi như vậy đó, nhưng mà tôi giết này tôi nhất định rồi, đầy đủ nghị lực là nhất định tôi sẽ thắng, tôi không bao giờ tôi thua. Người ta nói như vậy chắc là Ma Dương nó dụ mình đó, chứ không có anh chị đâu ha. Nhưng mà hai bữa sau, qua một đêm thì sao quý đồng đạo? Người ta nói là đêm dài lắm mộng đó. Về dạy qua một đi hai đêm sau, cái chị này chỉ qua chỉ bàn, chị nói Bạch Lê ơi, nghe người ta nói mình thấy cũng phải, nghe người ta nói mình thấy cũng phải, xong mình ôm nó thì đi nó cũng vất vả, rồi đi đâu thì cực khổ quá, mưa gió rồi về nhà lo đảm đương công việc nhà. Bây giờ mình về với người ta đó, người ta chở mình đi nè, người ta không tu mà bây giờ người ta tu với mình, phải chăng mình độ người ta không? Thầy mình nói là sao, cái đồng đạo dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Thôi kệ đi, mình bằng lòng mình về với người ta, mình dìu người ta vào con đường đạo đức. Mình vì mình mà người ta được ăn chay nè, vì mình người ta nói là người ta sẽ đi làm từ thiện với mình, người ta sẽ đem của cải của người ta ra, người ta bố thí. Theo tôi nghĩ, thấy cái chuyện mà mình chấp nhận đi, thấy nó tốt hơn à. Quý đồng đạo thấy chưa? Cuối cùng lại thì sao quý đồng đạo? Khi chấp nhận xong rồi thì cái chuyện giống y được như vậy không? Đã ma nó thử mà thì làm sao có được như vậy? Về nhà mới sau một cái ngày đám cưới thôi, thì qua cách đó là không bao lâu, thì cái anh chàng này bắt đầu không có còn ăn chay nữa, ngã mặn. Rồi ngã mặn rồi thì rượu chè cờ bạc đàn điếm cái gì cũng có hết trơn. Cuối cùng cô này sống chưa được một năm thì cuốn gói qua trở về với cha mẹ của mình. Đó quý đồng đạo thấy Ma Dương nó thử mình dữ lắm luôn nha. Nhất là quý đồng đạo trẻ của mình đó phải cố gắng. Nhất là cái người tu mà sống độc thân, nhất là phái nữ đó, thì ở đây không biết ở đây chắc cũng có nhiều. Thì chúng con cũng muốn chia sẻ là quý đồng đạo, nếu chúng ta giữ vững cái lập trường mà chúng ta sống độc thân, thì mong rằng quý đồng đạo nữ của chúng ta đã phải cố gắng bảo vệ làm sao có cái hàng rào cho vững chắc, có cái hàng rào kiên cố đi, giới luật đâu đó đàng hoàng, đừng bao giờ chúng ta phe phang về cái sắc đẹp, thì cái đường đó chúng ta mới tu được. Mà người xưa dạy mình sao quý đồng đạo? Ghe không bán thì xin đừng bẹo lá, hàng không buôn chớ há chân phe. Nếu chúng ta không có muốn thì chúng ta đừng bao giờ, đừng có bẹo lá, đừng có chân phe, thì chúng ta sống nó mới an ổn được. Còn hôm nay mà nếu chúng ta ghe không bán mà cứ bẹo lá hoài, hàng không buôn mà cứ đem phe hoài, thì nhất định sớm muộn gì chúng ta cũng bị Ma Dương nó dẫn dắt mình mà thôi, phải không quý đồng đạo? Thưa quý cô bác, thế nên thầy chúng ta nhắc là thường nhớ câu đại lực đại hùng, để làm sao chúng ta phải rèn luyện cho mình một cái ý chí kiên cường dũng mạnh để chúng ta vượt qua tất cả nội ma cũng như ngoại ma. Và nhất là cái vấn đề ngoại nội ma đó quý đồng đạo, nó mới đáng là ghê đó. Thế nên thầy mới kêu chúng ta nè, thường nhớ câu đại lực đại hùng, rồi phải thắng thất tình, giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thắng là gì quý đồng đạo? Thắng có nghĩa là không thua, thắng có nghĩa là chiến thắng, là thành công. Quý đồng đạo ơi, thắng một vạn quân á, không bằng thắng được lòng mình. Thắng được lòng mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Quý đồng đạo thấy trên cái con đường tu tập của chúng ta đó, thì hằng ngày như vậy chúng ta phải đương đầu giằng co với hai cái thế lực, đó là thắng và thua. Có nghĩa là một bên đó là của Thượng Đế, một bên của ác quỷ Satan. Hai cái thế lực này nó luôn luôn nó giằng co với nhau, mà nếu chúng ta theo về với ác quỷ Satan là chúng ta bị thua, mà chúng ta trở về với Thượng cũng còn bị thua quý đồng đạo. Nhất là vào cái buổi sáng đó nha, mà trời mà xe lạnh đó quý đồng đạo thấy không? Nằm ở trong mùng ngủ mà đắp mền hoài đó, mà dở cái mền ra nó lạnh quá đó. Thì lúc bây giờ cái tâm bắt đầu nó quỷ Satan nó nói á, thầy nói là sao quý đồng đạo, tu không cần lại cần quỳ, ngồi đâu cũng sửa vậy thì phải mau kệ đi, mình nằm ở đây mình sửa là được rồi, chứ cúng lại nó đâu có quan trọng. Là bây giờ chúng ta bỏ cúng là chúng ta thua hết một không rồi, phải không quý đồng đạo? Còn lúc bây giờ chúng ta nói, thầy nói là sớm chiều bình đẳng giáo lơi, thường hành như vậy, nhớ lời đừng sai, lạnh cỡ nào cũng đi ra cúng, là bây giờ chúng ta đã gì quý đồng đạo, đã thắng, thấy không? Hay bây giờ người ta đến người ta chọc tức mình, ta chọc tức mình nổi xăng lên là mình thua. Mà lúc bây giờ ta chọc tức mình biết đó là người ta thử mình, thì lúc bây giờ chúng ta giàu cho chọc tức cỡ nào mình cũng không hờn không giận, thì lúc bây giờ chúng ta đã thắng.
hay là bệnh đau thì sao? Nếu chúng ta ngã mặn đó là chúng ta thua, mà chúng ta có bệnh đau mà chúng ta giàu chết chúng ta vẫn ăn chay, là lúc bây giờ chúng ta thắng rồi đó với đồng đạo. Vậy vậy thắng thua ở đây là do chúng ta thôi. Ở chúng ta thắng là chúng ta quy hoàng, và chúng ta thua là chúng ta thảm bại, chúng ta sẽ khổ đau. Mà ở đây lúc này chúng ta nhắc thắng cái gì đây với đồng đạo? Thắng thất tình. Thất tình là gì với đồng đạo? Có phải cô Lan thất tình chàng Điệp không với đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, thất tình ở đây đó thì ở đây là 7 cái niềm cảm xúc có trong tâm tưởng của chúng ta. Mà thất tình này quý đồng đạo biết thì nó có nhiều cái thuyết giải. Thất tình ở đây thì nó gồm có 7 cái tình cảm. Nó những cái nỗi niềm cảm xúc trong lòng của mình thì 7 cái điều này gồm có là hỷ nè, nộ nè, ái ố ai cụ dục. Có nghĩa là mừng, giận, thương yêu, rồi vui, mừng, giận nè, hỷ nè, hỷ là mừng nè, nộ là giận nè. Rồi hỷ nộ, rồi ái. Ái là gì quý đồng đạo? Ái là yêu, còn ố là ghét. Rồi cụ là gì? Cụ là sợ. Rồi dục là muốn. Thì 7 cái tình này lúc nào nó cũng ở trong tâm của chúng ta. Mà nó thường thường nó làm cho chúng ta đó là tâm của mình đó là nó sao động, không lúc nào thanh tịnh được. Mà đức này chúng ta nhắc là thất tình lục dục, bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ, trí não phụng sự nó. Danh lợi cảm tình, quy quyền phú quý được hàng ngày ghi nhớ. Vì thế con người mãi mãi lăn lộn trong 6 đường, không thoát khỏi dòng sanh tử. Thế nên quý đồng đạo thấy rằng thất tình này đó nó làm cho chúng ta bị luân hồi sanh tử cũng vì nó. Nhưng mà có nhiều người nói con người mừng cái chuyện này bình thường, giận bình thường. Khi chúng ta cắt được cái nhà lầu nè, chúng ta làm ăn thất bại thành công được, thì cái chuyện này chúng ta mừng nó có gì đâu mà thầy không cho mình mừng. Thưa quý đồng đạo, thầy không cho chúng ta nằm trong cái trạng thất tình là gì? Có nghĩa là mừng quá trớn đó quý đồng đạo à. Mừng quá trớn, mừng xa đà thì cái chỗ đó không nên. Chứ còn cái chuyện mình bình thường, ví dụ hôm nay thuyết giảng nè, đồng đạo đến đông thì ban tổ chức cũng được quyền mừng chứ sao không. Mà tại sao ở đây thầy nói là mừng nó nằm trong thất tình là gì? Là mừng quá trớn. Quý đồng đạo thấy không? Có những người mừng sao? Hôm rồi mà cái trận đá bóng mà U23 mà thắng cuộc rồi thì sao quý đồng đạo? Có nhiều người mừng bá đạo, tức là lấy cái cờ nước chạy rồi quắn rồi chạy khắp nơi hết trơn. Còn quý đồng đạo thấy không? Có những người mừng đó là cởi quần áo gì hết trơn rồi chạy như vậy đó. Đó là mừng như vậy không nên. Rồi có những người mừng thì sao? Có anh này anh nghe là anh trúng số rồi đó. Anh mừng đến nỗi nghe là chưa có kịp đi dò tờ giấy số nữa. Thì bắt đầu là máng cái áo, cái tờ giấy số mà còn để trong cái áo. Thì nghe mình trúng số mấy tỷ bạc rồi bắt đầu anh ta mừng quá đốt cái nhà này. Anh chuẩn bị đó là anh tiền giá số về bắt đầu cắt cái nhà mới. Thì cuối cùng lại thì sao quý vị? Đốt luôn tờ giá số rồi thì cái nhà mới không có mà cái nhà cũ lại tiêu tan hết. Cái đồng đạo thấy chưa? Mừng như vậy có nên không? Còn giận thì sao? Giận thầy chúng ta cũng có những cái câu mà thầy nói là sao quý đồng đạo? Đối với những cái người mà dạy không nghe đó thì đức thầy chúng ta cũng giận, mình cũng vậy. Đối với những cái người mà dạy dỗ không nghe thì mình cũng rất là giận. Nhưng mà có những người giận quá chớn quý đồng đạo, giận quá chớn có nghĩa là giận quá rồi thì sao? Giận quá là gặp mặt là như cái kẻ thù với nhau, giận quá thì chửi rủa, giận quá thì đánh đập. Thì như vậy mà cái chữ giận đó nó cũng không nên. Rồi cái lòng ham muốn cũng vậy, cái chữ dục sợ thì sao? Có những người đó mình tu thì thầy chúng ta cũng nói nè, sợ nhiều kẻ dạ buồn đổi chí. Thầy rất sợ cho chúng ta buồn lòng rồi chúng ta đổi chí chuyện này chuyện kia. Nhưng mà ở thế gian này có những người sợ quá chớn. Quý đồng đạo thấy không? Có nhiều khi con ma con quỷ nó có làm cái gì được mình đâu, mà cũng sợ quá chừng sợ. Đi đâu mà hơi tối một chút xíu thì sao? Tối chút xíu cái họng không có dám đi rồi. Ai làm ơn nó đưa tao qua cái chỗ đó đi tao mới đi được. Đi ở phía trước thì ở sau nghe ma nó chạy địch bịch sau lưng vậy đó. Thầy sợ như vậy cũng không được quý đồng đạo à. Rồi sợ nghèo nè, sợ khổ nè, rồi sợ không có công danh, sợ không có sự nghiệp. Tất cả những cái sợ đó nó nằm trong cái thất tình. Vì vậy mà trên đời này quý đồng đạo đừng bao giờ sợ cái gì hết, mà phải làm sao giữ cái tâm mình ở cái trạng thái tự nhiên nhiên quý đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, còn cái chữ dục tức là hỷ nộ ai, ái ố ai cụ dục. Dục có nghĩa là cái lòng ham muốn. Ham muốn thì ai cũng có. Ham muốn là cái bản năng của mình mà tại sao thầy mình không cho. Ví dụ như giờ chúng ta ham thì sao? Ham là cái nhu cầu cần thiết. Ví dụ chúng ta ăn nè, mặc nè, ngủ nè, nghỉ nè, thì cái nhu cầu nào nó đáp ứng vừa thì thôi. Còn lần này cái chữ dục tức là cái lòng ham muốn quá sức của đồng đạo à. Được dâu đầu tiên đứng núi này trong núi nọ, do đó mà nó không hay. Vì vậy mà Đức Thầy nói là thắng thất tình, mà bằng cách là chúng ta phải giữ vẹn đạo chung. Giữ vẹn đạo chung là gì của đồng đạo? Giữ vẹn đạo chung có nghĩa là chúng ta làm sao giữ đúng cái con đường trung đạo.
Mà đối với Đức Khổng Tử thì Đức Thầy chúng ta nhắc là thánh nhân ghi sách chung chung đó, có nghĩa là chúng ta không thái quá mà cũng không thất gặp, không bên đây mà cũng không bên kia, làm sao chúng ta giữ đúng cái con đường trung đạo. Mà quý đồng đạo thấy ngày hôm nay có một số đồng đạo mình là không giữ đúng con đường trung đạo đó, nghe nói thiên cơ thời cuộc đời tới cái đầu bán hết đất vườn lo tu, tu thời gian thì sao, không có thiên cơ thời cuộc nó không có đến rồi thì trở ra bắt đầu không có tu hành gì hết trơn á, bôi chai khóa giới. Thì đó là chúng ta không giữ đúng con đường trung đạo. Mà con đường trung đạo đó thì thầy chúng ta dạy là vừa cần kiểm sốt sắn lo làm ăn, vừa lo tu hiền chân chất. Còn nếu chúng ta lo tu không mà chúng ta không lo làm ăn cũng không đúng trung đạo. Mà chúng ta lo làm ăn không, chúng ta không lo tu thì sao? Cũng không đúng con đường trung đạo. Do đó mà chúng ta nói về cách làm ăn, cách sinh sống, đúng con đường trung đạo là vậy. Còn nói về cái thân trung đạo là sao quý đồng đạo? Thân trung đạo là thân của chúng ta là thứ nhất là không trưởng dưỡng xác thịt, quá ư sung sướng, như ăn nhiều, ngủ nhiều, chẳng lo làm công chuyện, chẳng chịu học hỏi. Rồi thứ hai là chúng ta, sao quý đồng đạo? Hành xác, ép xác thái quá, phơi nắng, dằn xương, bỏ ăn, bỏ ngủ, làm lụng quá sức lực của mình. Thì đó là chúng ta không đi đúng con đường trung đạo. Mà đi đúng con đường trung đạo là làm sao chúng ta ăn ngủ có chừng mực, làm việc vừa với sức mình, gìn giữ sức khỏe mới mong học được đạo pháp. Còn ở đây trung đạo nói về cái tâm trung đạo. Tâm trung đạo là sao? Tâm trung đạo là chúng ta gặp cái đối với thất tình đó, ví dụ chúng ta gặp cái cảnh mừng chúng ta cũng không mừng, gặp cái cảnh đáng giận chúng ta cũng không giận, gặp cái cảnh đáng sợ chúng ta không sợ, gặp cái chuyện đáng rầu chúng ta không rầu, gặp cái chuyện đáng lo chúng ta không lo. Thì được như vậy đó là chúng ta giữ cái tâm hồn mình nó thơi thoảng, nó tự nhiên, như vậy chúng ta mới đi đúng con đường trung đạo. Nhưng mà nói thì dễ, nhưng mà quý cô chú mình làm được cái chuyện này dễ không nè? Chắc khó. Thưa quý đồng đạo, vì vậy mà để thắng thất tình này giữ dạng đạo chung, thì muốn thắng được nó quý đồng đạo chỉ áp dụng một cái biện pháp duy nhất thôi. Đó là gì quý đồng đạo? Chúng ta phải dùng cái pháp quán. Bởi vì sao? Thường thường thì được thì chúng ta mừng, mất thì chúng ta buồn. Bây giờ chúng ta nghĩ đi, cái sự được, cái sự mất này thì sao quý đồng đạo? Nó có thiệt không? Không thiệt quý đồng đạo à. Nó chỉ là phù du thôi, nó không có thật đâu. Quý đồng đạo thấy đó, ví dụ được chúng ta mừng, rồi mất chúng ta buồn. Mình nghĩ lại đó, trong cái rủi nó có cái mai quý đồng đạo à. Không có cái gì mà nó tuyệt đối hết á. Nhiều khi nó mất như vậy đó, chính nó là cái mai đó. Hôm rồi ở địa phương chúng con nó có cái chị này, gia đình hai vợ chồng ăn chay tu hành rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái người chồng nổi chứng lên, bắt đầu đi có vợ bé quý đồng đạo. Có vợ bé rồi bắt đầu đi theo cái người vợ bé, bắt đầu đuổi chị ra khỏi nhà, kêu chị làm tờ như vậy, chị làm tờ ly dị luôn. Cuối cùng lại là không cho chị ở nhà, bắt đầu rước cái người vợ bé về ở trong nhà. Tôi nói chị buồn đó nghe, chị buồn chị không có đi đến ban trị sự nữa, chị buồn dữ lắm. Ngày đó thì mấy chị em mới đi đến nhà, mới khuyên chị một câu. Chị nói bây giờ chị buồn quá à, chị tôi không có nổi. Tự nhiên gia đình hạnh phúc như vậy đó, mà ảnh phá vỡ hạnh phúc của gia đình, ảnh làm như vậy đó, chị thấy chị buồn lắm, chị không có tu nổi. Đằng này chỉ khuyên chỉ một câu thôi, chị ơi chị đừng có buồn. Bởi vì sao? Coi chừng trong cái gũi nó có cái mai đó. Tại sao? Bây giờ nè, hồi đó tới giờ đó là gia đình đồng tu, nhưng mà ảnh lo ảnh đi không à. Ảnh bắt chị ở nhà tối ngày phải phục vụ cơm nước ruộng giường. Bây giờ đó ảnh có người khác rồi, thì ảnh thả tự do cho chị. Bây giờ nè, chị đi đám làm tuần được nè, chị đi giữ thuyết giảng được nè, chị đi học đạo được nè. Phải chăng trong cái gũi nó có cái mai không? Cái chị nghe chị cũng thấm. Cái tôi nói thêm nữa nè, chị đừng có lo. Ảnh tối ngày mà ảnh đi theo cái người đó, mà cái người đó là một cái người phụ nữ không tốt, thế nào vào đây cũng mang cái bệnh ngặt nghèo đó cho chị biết. Bây giờ mai đó nghe là ảnh đi theo người ta, thì nửa sau này ảnh có bệnh hoạn đó, thì người ta nuôi ảnh, chị khỏi nuôi. Phải trong cái gũi có cái mai không chị? Thật sự y như vậy quý đồng đạo. Thời gian không có bao lâu thì anh này mang cái cơn bệnh rất là ngặt nghèo, thì cuối cùng lại thì chị ta được giải thoát tự do, khỏi mắc ở trong nhà nuôi cái ông chồng bệnh đau đó. Quý đồng đạo thấy trong cái gũi có cái mai. Hay là quý đồng đạo nhớ lại cái câu chuyện của ông Tái Thác Mã không? Ông này đó là ông có một cái con ngựa. Ông có cái con ngựa thì sao? Cái ngày nọ con ngựa quý của ổng, cái ông nó đi mất tiêu đi. Cái mọi người đó xúm lại mới chia buồn với ổng. Ông ơi, ông có con ngựa quý mà bây giờ con ngựa của ông nó đi rồi, tội nghiệp cho ông quá hả? Thì ông họ Tái này ông mới nói không sao, trong cái gũi coi chừng có cái mai đó. Thì ông cứ thản nhiên như vậy quý đồng đạo, thiệt mai thiệt quý đồng đạo. Thời gian cái con ngựa này nó đi không bao lâu, nó dẫn thêm về một con ngựa nữa. Cái mọi người đến đây chúc mừng với ổng. Ông ơi, bây giờ ông quá sức là may mắn rồi, ông chỉ mắc một con ngựa thôi, nhưng mà không bao lâu bây giờ ông có được hai con ngựa, ông quá sức là may.
cái ông này ông cũng thản nhiên, ông nói trong cái mai coi chừng nó có cái gũi đó. Thì sao quý đồng đạo? Quả thật rủi thiệt. Lúc bây giờ cái còn con trai của ông á, một đứa con duy nhất thôi, nhưng mà nó thấy con ngựa rồi về bắt đầu nó chạy lên, nó leo lên lưng con ngựa nó cởi. Con ngựa lạ, do đó mà nó lên lưng con ngựa nó cởi, con ngựa này nó chạy quá sức. Do đó mà cái người con trai này phải té xuống, bắt đầu gãy cái tay, gãy cái chân. Quý đồng đạo biết, gãy cái chân. Cái mọi người đến chia buồn với ông, tội nghiệp ông quá à. Ông có người con trai duy nhất à, mà bây giờ nó gãy chân rồi. Tội nghiệp ông ơi là tội nghiệp vậy đó. Ông nó không có sao, trong cái gũi coi chừng có cái mai đó. Thiệt quý đồng đạo, mai thiệt. Cái lúc bây giờ đó là người ta đó là nhà nước người ta chiêu, có nghĩa là người ta đi bắt quân dịch đó. Hãy cái chàng thanh niên nào đúng cái độ tuổi của quân địch đó là người ta bắt hết trơn, là không có còn sót ai chứ. Nhưng mà chỉ trừ những cái người tặc nguyền ra thôi. Thì lúc bây giờ con của ông bị gãy cái chân, do đó mà may mắn quá người ta bỏ lại, người ta không có bắt. Do đó mà cái người con này mới phụng dưỡng ông lúc tuổi già già. Thì câu chuyện đến đây là hết với đồng đạo. Thế nên với đồng đạo mình quán như vậy đó, với đồng đạo phải quán như vậy đó, là chúng ta không giận, không buồn, không mừng, không lo với đồng đạo à. Cái lời khen tiếng chê cũng vậy, phải không? Thường á, người ta khen mình thì sao? Khen mình thì sao quý cô? Khen thì mừng, còn người ta chê thì sao? Chê thì giận, chê thì ghét. Bữa nào mà cô Bạch Lê nói chuyện rồi quý đồng đạo xuống khen cái coi, mừng dữ lắm mừng. À, bữa nào mà chê cái nói chàng ơi nói chuyện gì không có ai hiểu gì hết trơn á, cái tự nhiên giận người ta rồi ghét người ta rồi có thành kiến. Nhưng mà quý đồng đạo nên nhớ cái lời khen cái tiếng chê này nó cũng không là thật quý đồng đạo à, nó cũng như gió thổi mây bay thôi. Hãy người ta thương mình á, ta đồng ý với mình á thì người ta khen mình, còn người ta không đồng ý với mình thì sao? Người ta chê mình. Do đó mà thánh nhân từng bảo là ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Thế nên quý đồng đạo không nên vì cái tiếng khen cái tiếng chê đó mà chúng ta giận, chúng ta hờn hay là chúng ta ghét người ta. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà hai cha con của cái ông mà đi mua lừa không? Hai cha con mới đầu đi mua con lừa về, thì hai cha con mới trèo lên lưng con lừa cởi. Nhưng mà mới vừa trèo lên lưng con vừa cởi đi chút xíu thôi thì sao? Ta nói hai cha con ác nhân thất đức, to sầm như vậy đó mà cởi con lừa nó chết còn cái gì? Lúc bây giờ hai cha con mới nói tuột xuống. Tuột xuống thì cái người ông con á thì kêu cha ơi cha cởi lừa đi, con đi bộ cho. Lúc bây giờ ông cha cởi lừa đi, đi chút xíu thì sao quý đồng đạo? Xóm ghiền người ta kêu ghiêu. Cái người ông cha á, gì mà thất đức không có thương con. Cha đi lừa mà để con đi bộ. Ông cha ông thấy kỳ quá, ông mới dừng lừa lại, dừng lừa lại. Chờ người con đi đến, con ơi, con đi lừa đi để cho cha đi bộ cho. Lúc bây giờ cái người con lên lưng con lừa đi, ông cha đi bộ. Yên không quý đồng đạo? Người ta nói cái người con bất hiếu, con đi lừa mà để cho cha đi bộ. Nghe vậy rồi hai cha con xuống đi bộ hết trơn. Đối với đồng đạo hai cha con đi bộ yên chưa? Chưa. Đi bộ chút xíu người ta nói hai cha con thấy như vậy mà ngu, có lừa mà không biết cỡ. Quý đồng đạo thấy chưa? Do đó trên đời này đừng bao giờ quý đồng đạo nghe theo cái lời thị phi thương ghét mà giận mà hờn mà buồn mà vui, mà tất cả nó chỉ là phù du trước gió thôi quý đồng đạo. Thế nên tất cả quý đồng đạo chúng ta muốn thắng được thất tình này thì chúng ta phải quán như vậy đó, mà chúng ta phải sống tùy duyên. Mà như ngài Trần Nhân Tông ổng từng nói là cơ trần lạc đạo thả tùy duyên, cơ tắc sang hà tốn thất miên đó. Chúng ta phải làm sao sống tùy duyên, cái gì đó đến thì nó đến, cái gì đó đi thì nó đi. Chúng ta bao giờ cũng phải tự tại trong lòng của mình, đừng bao giờ vì thất tình lục dục này mà nó làm cho mình đau khổ. Do đó mà Đức Thầy kêu chúng ta phải thắng thất tình giữ vẹn đạo chung. Mà thắng thất tình giữ vẹn đạo chung chưa đủ mà Đức Thầy còn kêu chúng ta là phải trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm. Bây giờ trừ lục dục là gì quý đồng đạo? Trừ có nghĩa là làm sao chúng ta phải đoạn tuyệt, chúng ta phải dứt trừ nó đi. Mà lục dục là gì quý cô bác? Lục dục ở đây tức là sáu cái điều ham muốn. Mà đối với Đức Khổng Tử dạy đó thì sao quý đồng đạo? Sáu điều ham muốn này gồm có như thế nào quý đồng đạo? Có nghĩa là sắc đẹp nè, Đức Khổng Tử dạy thì gồm có sắc đẹp, tài lợi, danh vị, tư vị, hư vọng và tật đố. Thì sáu cái điều đó thì gọi là lục dục theo sách Nho của Đức Khổng Tử đã dạy. Còn đối với nhà Phật thì sắc dục này nó gồm có sáu điều ham muốn. Mà đối với nhà Phật đặc biệt là sắc dục nó đặt nặng về sắc không à. Đầu tiên nhất đó là gì? À, lục dục nó gồm có sáu điều. Thứ nhất là sắc dục, thứ hai là hình mạo dục, thứ ba là oai nghi tư thế dục, thứ tư là gì quý đồng đạo? Là ngôn ngữ âm thanh dục, thứ năm đó là tế hoặc dục, và thứ sáu đó là nhân tấn dục. Thì tất cả những cái điều dục này nó tụ chung lại là nó gồm về cái sự ham muốn của con người, ham muốn về cái sắc thôi. Còn nhân ngày hôm nay thì sắc dục theo giáo lý của Đức Thầy, sắc dục
lục dục theo giáo lý của Đức Thầy đó là gồm có 6 điều ham muốn mà từ lục căn chúng ta tiếp xúc với lục trần và chúng ta sanh ra cái lòng mê nhiễm đó, thì 6 cái điều đó gọi là lục dục. Thưa quý đồng đạo, thì con người chúng ta đó bị cái lục dục này mà làm cho tâm hồn của chúng ta bị đen tối nè. Thầy chúng ta nói là mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Người ta tìm đủ phương thế để bổ dưỡng thân xác mình, làm cho trí tuệ càng ngày càng thêm mờ ám, ngu đần, không còn lo lắng đến sự tiêu diệt. Và cũng từ cái lục dục này, từ lục căn mà ô nhiễm lục trần, nó sanh ra 6 cái điều ham muốn đó, nó là nguồn cội của tất cả các tội lỗi, quý đồng đạo. Mình hôm nay mình tạo tội lỗi vô vàn đó cũng từ cái lục căn mà ô nhiễm lục trần, nó sanh ra 6 cái điều ham muốn mà làm cho chúng ta gây nên không biết bao nhiêu tội lỗi. Mà Đức Thầy chúng ta từng cho biết là lục căn làm cho con người nhiễm lục trần đó, vì muốn nuôi dưỡng sắc thân nên mới sanh ra các điều ham hố, là nguồn cội của các tội lỗi. Nó là nguồn cội của các tội lỗi đó, quý đồng đạo thấy không? Mắt mà chúng ta thấy sắc đẹp thì sao? Nếu chúng ta nhìn bằng cái con mắt bình thường thì không có nói gì, mà lắm khi chúng ta nhìn thấy sắc đẹp rồi thì sao? Qua có chủ đèo vòng tình mới, phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta, phải gây ra cái tội lỗi không? Rồi ăn thì sao? Thầy chúng ta từng cho biết là, ví dụ đi, mình nói về cái ăn thôi, mà cái lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, mà chúng ta ăn mà nó không ngon rồi thì sao? Sanh ra cái tội lỗi là ở chỗ nào? Ở cái chỗ chê khen chè nhúng đó. Rồi ăn cho nó thỏa thích khẩu vị, chúng ta xác xí không biết bao nhiêu sanh mạng để chúng ta ăn cho nó thỏa mạng của mình. Do đó mà từ cái lục căn mà ô nhiễm lục trần này, nó là cái nguồn cội của không biết bao nhiêu tội lỗi. Thưa quý đồng đạo, mà nói về cái lục dục của Đức Phật cũng như lục dục của Đức Thầy chúng ta dạy, thì nó nặng nề nhất đó là cái sắc dục của đồng đạo. Chúng ta thấy không, Đức Phật thì nói toàn là về cái sắc dục không à. Còn Đức Thầy chúng ta thì đầu tiên cũng là sắc, mà cái cuối cùng cũng là sắc. Đầu tiên thì nhãn thấy sắc thì thường hay bận biểu, và cuối cùng thì sao? Ý thì ưa sửa sắc sau hình. Thế nên trong cái lục dục này, quý đồng đạo chúng ta chú ý nhất là cái về sắc dục thôi, bởi vì nó nặng nề lắm quý đồng đạo. Đức Phật cho biết là từ xưa đến nay mà nếu mà có cái trên tất cả những cái lục dục á, thì cái nặng nề nhất là cái sắc dục. Nếu trên đời này có cái thứ hai nào mà nó quyến rũ bằng cái sắc dục đó, thì con người tu không có ai thành đạo được hết quý đồng đạo. Thế nên quý cô bác đồng đạo chúng ta phải cố gắng, phải nhớ cái chỗ này. Chúng ta nhớ lại cái câu chuyện mà trong thiền học không? Ngày xưa là ở trong một cái khu rừng đó, thì ông thầy này ông chuyên tu ở trong rừng không à. Cái ngày nọ ông mới đi xuống cái mép bìa rừng á, ông gặp một cái chú tiểu mà không có ai nuôi hết trơn á, bỏ rơi ở đó. Thì vị thầy này mới lượm cái chú tiểu này đem về nuôi. Về nuôi rồi thì suốt mười mấy năm trường như vậy là ở trong rừng, trong núi, do đó mà không có tiếp xúc được với con người. Chú tiểu ta chỉ biết là làm quen với mấy con thú thôi. Tối ngày thì ông thầy ông dặn nè, con à, con ở trong rừng con làm quen với các loài thú, con chỉ chơi với là chơi với những cái con thú hiền thôi, con thỏ nè, con cáo, con khỉ rồi đó, mấy cái con thú nào nó hiền đó, con thỏ nè, con khỉ rồi mấy con thú mà nó ngoan hiền á thì con hãy chơi, còn như có con cọp đó nha, nhất là có con cọp á, con hãy tránh xa nó ra nghe. Thưa quý đồng đạo, thì sau 18 năm ở trên núi rừng không có biết gì cái con người ở thế gian. Cái ngày nọ ông thầy á, ông mới có việc đi hạ sơn xuống núi, mới dẫn cái chú tiểu học trò của mình đi xuống. Thì sao quý đồng đạo, đi xuống rồi bắt đầu mới lần đầu mới có quận đi á, thì đi ngang cái đám chợ đông, gặp một cái người con gái đẹp, thì sao? Chúng ta cứ đứng hoài không chịu đi, nhìn hoài chứ quý đồng đạo không chịu đi. Thì ông thầy ông nắm tay riết rồi đi, bắt đầu xong công việc rồi quay trở về. Quay trở về cũng gặp một người con gái đẹp nữa. Lúc bây giờ chú tiểu ta cũng đứng nhìn cái bằng nhìn, bắt đầu nhìn chăng chăng mà nhìn hoài, bắt đầu cũng như là ai bắt hết hồn vậy đó, nhìn hoài như vậy đó quý đồng đạo. Thì ông thầy ông quay trở lại, ông nói sao không đi, thầy ơi cái này là cái gì vậy thầy? Thì ông thầy ông nói con cọp đó, con hãy đi đi, đi nhanh đi để mất mạng bây giờ. Quý đồng đạo ơi, ông thầy nắm tay cái vị đệ tử của mình đi về rồi sau đó quý đồng đạo về nhà bắt đầu tương tư cái con cọp đó, bắt đầu bỏ ăn bỏ ngủ riết rồi bắt đầu mang bệnh quý đồng đạo. Cái ông thầy nói con à, từ xưa đến nay con sống với thầy đó, chưa khi mà chưa hạ sơn đó con rất là vui vẻ, tâm hồn của con rất là thoải mái. Tại sao hôm nay chỉ có cái chuyến đi này đó, con về con buồn rầu, con bệnh hoạn như thế này, tại sao vậy con? Thì sao bây giờ đệ tử hết có giấu được rồi, thưa thầy, sao mà con nhớ con cọp dễ thương đó quá thầy ơi. Thầy ơi làm sao đó, thà con để cho con cọp đó đó nó ăn con cho mất mạng cho rồi, chứ con về đây con nhớ con cọp quá à, con chịu không có nổi thầy ơi. Thưa quý đồng đạo, thì câu chuyện đến đây là hết quý đồng đạo.
Thì quý cô bác mình thấy coi, chỉ một lần đầu tiên gặp sắc thôi là tâm của mình đã đắm nhiễm theo đó rồi. Thế nên quý đồng đạo chúng ta phải cố gắng. Vì vậy mà thầy chúng ta kêu chúng ta là phải trừ lục dục, chớ cho ô nhiễm, là làm sao chúng ta phải thắng qua được 6 cái điều ham muốn trong lòng của chúng ta. Như chúng ta đã bàn, tức là lục căn làm sao không cho ô nhiễm lục trần. Thưa quý đồng đạo, nếu ai mà lục căn mà khi tiếp xúc với lục trần chúng ta không ô nhiễm rồi thì sao? Bây giờ chúng ta đã minh tâm kiến tánh, chúng ta đắc đạo tại thế gian, chứ không phải thấp quý đồng đạo. Bởi vì sao quý đồng đạo? Thầy chúng ta từng cho biết nè, trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lâm hoàng ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần. Khóa ngũ quẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện, dứt trừ tử sanh. Hãy mà lục căn không nhiễm lục trần thì tham sân si cũng không còn, mà tham sân si không còn thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh rồi đây minh tâm kiến tánh đắc đạo tại thế gian. Thế nên trong kinh từng bảo là nhân căn trần thanh tịnh tức đắc lục thông thị hiện cả giả. Sáu căn mà không bị sáu trần đeo thì sáu thông sẽ về theo tức khắc. Thế nên quý đồng đạo chúng ta phải ráng. Nhưng mà thầy chúng ta từng cho biết là trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Nhưng mà chúng ta trừ bằng cách nào quý đồng đạo? Thầy chúng ta mới giải tiếp nè. Thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rước xong rồi vô sự sẵn thơ. Thất tình và lục dục cộng hai cái lại đó là 13 con ma, gọi là thập tam ma. Và đặc biệt trong giáo lý của Đức Thầy còn có một chỗ 13 con ma nữa. Quý đồng đạo mình biết chỗ nào không? Thưa quý đồng đạo, 13 con ma mà Đức Thầy chúng ta đã dạy rất rõ trong cái bài mà tu thân sử kỷ đó. Thầy chúng ta dạy là người tu hành muốn mở mang trí huệ đó, trước phải tìm phương pháp diệt cái vô minh tối tâm ngu muội. Muốn diệt cái vô minh, trước phải điêu luyện khấu tinh thần cho mạnh mẽ, đặng tự lập con đường rõ ràng duy nhất của mối đạo mình đang học. Để lấy đó mà bài trừ. Bài trừ cái gì đây? Để lấy đó mà bài trừ có nghĩa là những thành kiến nè. Chúng con đọc 13 con ma này, quý cô bác đồng đạo chúng ta lắng nghe coi mình có bị nó không nghe quý đồng đạo. Thứ nhất là thành kiến nè, cố chấp, thói quen, sự chần chờ, lòng ham muốn, tính kiêu ngạo, tật đố, dèm xỉm, vô nịnh, ích kỷ tư tâm, sự gây gỗ, mê đắm trong bể dục tình, sự phiền não, nó làm cho náo loạn cõi lòng. Đó là 13 con ma đó. Mà hãy 13 con ma đó, đúng thầy nói sao? Sau khi mà bài trừ được đó rồi thì trí huệ tắt mở mang dậy. Do đó ai mà còn chứa 13 cái con ma này là tâm hồn chúng ta đen tối. Còn ai mà trừ được nó rồi thì trí huệ sẽ sáng suốt với đồng đạo. Thưa quý đồng đạo, và đặc biệt ở đây thì Đức Thầy chúng ta nhắc là thập tam ma phải diệt bằng trí kiếm. Thì tức là 13 con ma thất tình lục dục đó chúng ta phải diệt bằng trí kiếm. Trí kiếm là gì quý đồng đạo? Bây giờ đi ra ngoài, ở đây kiếm tức là nó thanh gươm, mà trí kiếm có nghĩa là muốn nói lên cái thanh gươm trí huệ sẵn có trong mọi chúng ta. Thưa quý đồng đạo, thầy chúng ta trong kinh từng bảo là dĩ trí huệ kiếm diệt phiền não tặc đó, có nghĩa là dùng cái thanh gươm trí huệ để diệt đi cái phiền não. Thì gươm trí huệ này ở đâu mà lấy quý đồng đạo? Xin thưa quý cô bác, trong lòng chúng ta ai cũng có thanh gươm trí huệ hết, nhưng mà có người thì gươm bén lắm nha, nhưng mà có người thì gươm nó bị đóng xét, nó bị lục. Do đó hôm nay thầy biết rằng tất cả chúng sanh còn bị luân hồi ở đây đó, là tất cả chúng ta đều bị cái thanh gươm nó bị đóng xét, nó bị lục. Do đó mà mình chặt chém đầu ma nó không có đứt, mà nó còn cười với mình nữa. Thế nên hôm nay phải làm sao mài cái thanh gươm này cho nó bén đi, thì chúng ta sẽ diệt ma một cách rất là dễ dàng. Thưa quý đồng đạo, thầy chúng ta từng dạy là mài gươm trí cho tinh, cho khiết, dứt tâm trần, kiếm chữ sắc không. Bây giờ chúng ta muốn mài gươm trí cho bén, chúng ta phải mài vào cái loại đá gì đây quý đồng đạo? Thưa quý đồng đạo, có rất nhiều cái thứ đá mà chúng ta mài cho cái thanh gươm chúng ta được bén. Chúng con xin giới thiệu thôi nha, bởi vì cái thời gian không có mà quý đồng đạo mình biết hết trơn rồi, thì hôm nay mình chỉ giới thiệu thôi. Quý đồng đạo muốn cho cái thanh gươm mình nó bén nhất để diệt ma đó, thì cái đầu tiên nhất là quý đồng đạo phải mài vào cái thanh gươm, mài vào cái viên đá có ba cạnh, đó là văn tư tu. Văn tư tu thì quý đồng đạo biết không, văn tư tu đây là cái thông giáo đầu tiên. Khi ai bước chân vào cái cửa đạo thì chúng ta phải làm sao? Hằng ngày phải xem kinh đọc sách, xem kinh đọc sách rồi chúng ta tư duy, chúng ta thực hành tu tập thì trí huệ chúng ta sẽ phát sanh. Mà Đức Thầy chúng ta từng bảo là như thế nào? Khá trí tâm học hành kinh sám thì thoát nơi miền hắc ám phong ba, hay là trí huệ trao dồi kháng kệ kinh, an phận hơn bề danh lợi tạng, tề gia trung hiếu dạng thân mình. Do đó mà ai hằng ngày xem kinh đọc sách đó, nhất là chúng ta lúc nào cũng nghiên cứu giáo lý của Đức Thầy, rồi chúng ta đi dự thuyết giảng như thế này, đây là cái điều kiện để giúp cho cái tâm, cái thanh gươm trí huệ chúng ta sắc bén đó quý đồng đạo. Giáo lý Đức Thầy là một kho tàng trí huệ vô giá mà Thầy đã ban cho chúng ta.
Do đó ai học tới đâu là chúng ta phát sanh trí huệ tới đó. Mong rằng quý đồng đạo phải cố gắng. Bây giờ muốn cho Thanh gom trí huệ của mình nó bán, muốn có cái trí huệ mà tối ngày cái cuốn sấm giảng cứ để trên bàn thờ thờ không à, một tháng hai tháng chưa bao giờ dở ra xem, thì làm sao chúng ta sáng suốt được quý đồng đạo? Đi tới đâu cũng nói thầy tôi là ông Phật, thầy tôi ban cho tôi một kho tàng trí huệ, mà hỏi ra tám điều răn cấm sao không biết nữa thì chết rồi, phải không quý đồng đạo? Do đó quý cô chú đồng đạo mình phải ráng học giáo lý là cái điều kiện để phát sanh trí huệ. Thứ hai là muốn phát sanh trí huệ, quý đồng đạo chúng ta phải áp dụng vào cái biện pháp đó là giới định huệ. Có nghĩa là chúng ta cũng mài vào cái viên đá ba cạnh nữa đó, tức là giới. Ai có giữ giới thì sao? Tâm sẽ định, mà tâm định rồi thì trí huệ sẽ phát sanh. Đây là cái vấn đề mà không ai có thể thiếu được. Tại sao mà Đức Thầy dạy là không người nào được phép xưng mình là người trong đạo mà không giữ luật? Tại sao vậy quý đồng đạo? Bởi vì không phải là Đức Phật, Đức Thầy làm khó mình, mà muốn cho mình giữ giới để tâm chúng ta thanh tịnh, để cho trí huệ chúng ta phát sanh. Bởi vì trí huệ thông minh mới giai đắc đạo quả. Còn đằng này giới luật không giữ thì làm sao có được trí huệ mà để đắc đạo quý đồng đạo? Do đó chúng ta phải giữ giới. Ai giữ giới càng nhiều thì trí huệ chúng ta càng sáng. Đồng thời muốn có trí huệ nữa thì sao quý đồng đạo? Làm sao chúng ta phải tu tập theo bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó là quyển kinh nhật tụng của những ai muốn thoát chốn mê đồ, tấn triển trên con đường giải thoát. Mà thầy chúng ta dạy là nếu ai tìm con đường bát chánh đạo của Phật mà đi, giữ tâm thanh tịnh, làm việc nhân từ, không lòng hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não và để bụng tham lam ích kỷ gây mối thiện duyên, lần lần trí huệ mở mang, cõi lòng sáng suốt, thì màn vô minh sẽ bị diệt mất. Thưa quý đồng đạo, mà vô minh diệt rồi thì trí huệ chúng ta sẽ phát sanh. Nhưng mà nói đi thì nói lòng vòng quá thì quý đồng đạo chúng ta hơi khó nhớ. Nhưng mà một cái biện pháp mà quý đồng đạo mài cho cái gương mình bén nhất đó, ngày nào quý đồng đạo cứ cà vào cái viên đá này đi, hoài như vậy đi, là nhất định chúng ta sẽ sáng suốt. Đó là cái viên đá mấy cạnh quý đồng đạo? À, viên đá có 6 cạnh. Đó là Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm cho quên, không đợi gì thay khác. Đây là một cái phương pháp mà làm cho những cái màn vô minh nó sẽ diệt mất quý đồng đạo, và làm cho cái trí huệ chúng ta phát sanh. Bởi vì sao quý đồng đạo? Bởi vì còn phương pháp niệm Phật là để dứt trừ cái vọng niệm của chúng sanh, và niệm cho đến khi nhất tâm bất loạn thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sinh ra được. Mà tình dục không nảy sinh thì tâm thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh rồi thì sao? Trí huệ sẽ phát sanh. Do đó cái phương pháp niệm Phật chẳng những sau này chúng ta sẽ được giảng sanh, mà hiện tại đây là cái phương pháp để chúng ta phát sanh trí huệ, chúng ta minh tâm kiến tánh đắc đạo tại thế gian. Rất là hay, quý đồng đạo phải cố gắng. Thưa quý đồng đạo, mà hãy tâm thanh tịnh rồi thì trí huệ chúng ta phát sanh. Thầy chúng ta nhắc làm sao quý đồng đạo? Nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát huệ. Nói chung là làm sao cho tâm thanh tịnh đi là chúng ta sẽ có thanh gươm trí huệ sắc bén. Tu giới tịnh biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Mà hãy có trí huệ rồi thì sao quý đồng đạo? Kiếm huệ phi tiêu đoàn chướng nghiệp, Phật tiền hữu nhật vĩnh an nhiên. Hay là kiếm huệ rước xong rồi, quả báo lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Thưa quý đồng đạo, thế nên Đức Thầy mới nói là sao quý đồng đạo? Hợp tam ma diệt bằng trí kiếm, rước xong rồi vô sự thảnh thơi. Thưa quý đồng đạo, rước xong rồi có nghĩa là chúng ta đoạn tiệt nó rồi, cắt đứt nó rồi, lúc bây giờ chúng ta sẽ được thảnh thơi nhàn nhã vô cùng quý đồng đạo. Không có một cái sự việc gì làm chúng ta rầu chúng ta lo hết. Quý đồng đạo thấy đó là cái con người chúng ta ở cái thế gian này đó, nếu chúng ta không rứt cái điều nào là chúng ta không thảnh thơi cái điều đó. Thôi ví dụ chúng con nói là mình tu ở đây không phải chúng ta về Phật chúng ta mới giải thoát quý đồng đạo, mà ở đây chúng ta giải thoát cái phần nào là chúng ta thảnh thơi cái phần đó. Hồi nào tới giờ chúng ta ghiền thuốc nè, mà quý đồng đạo chúng ta bỏ thuốc lá được thì sao? Là chúng ta đã thảnh thơi được cái điếu thuốc lá rồi, phải chưa? Còn hồi nào chứ giờ chúng ta nghiện rượu nè, chúng ta bỏ rượu là chúng ta thảnh thơi được rượu. Hồi nào chứ giờ chúng ta hay sân hận, hay giận, hay hờn, mà bây giờ chúng ta không giận, không hờn, là chúng ta thảnh thơi, chúng ta tự tại, phải không quý đồng đạo? Do đó thầy nói chúng ta rước xong rồi vô sự thảnh thơi, là hiện tại đây chúng ta sẽ an lạc sống cái cõi đời này như là thần tiên tại thế vậy đó quý đồng đạo. Không gầu, không lo, không hờn, không giận, sống an nhiên tự tại, đó là thảnh thơi hiện tại. Và sau này chúng ta sẽ nhất định mình sẽ thành công đắc quả, chúng ta về Phật. Mà Đức Thầy nói ở nơi đâu mới thảnh thơi quý đồng đạo biết không quý đồng đạo? Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài bàn thưởng công tu. Thưa quý đồng đạo, thì hôm nay thì tóm lại với tám câu giảng, tám câu giảng nói ân trước thì nó quên nó ăn sao, mà nói ăn sao muốn quên tới ăn trước rồi dài quá phải không quý đồng đạo? Nhưng mà thật đây nó là cái mệnh đề chúng ta không cắt ra được quý đồng đạo.
thưa quý đồng đạo, với 8 câu giảng Đức Thầy chúng ta dạy: ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm phát bồ đề vững chắc, giữ đừng cho ma dương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thắng thất tình, giữ vẹn đạo trung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rứt xong rồi vô sự thảnh thơi. Thì ở đây Đức Thầy muốn nhắc nhở chúng ta, đó là cái người tu thì chúng ta phải cố gắng, phải gắng hết sức khả năng của mình tu tập như thế nào để cho chúng ta có được một cái đức hạnh, để cho thần khâm quỷ nhường chúng ta. Và đặc biệt cái câu đầu này Đức Thầy chúng ta muốn nhắc là ráng tu như thế nào để cho quỷ vô thường cũng như thần chết nó không dám đến gần, tức là chúng ta ráng tu như thế nào để đi đến cái con đường giải thoát sanh tử luân hồi của đồng đạo. Thì đây là cái câu thứ nhất, là tu như thế nào để giải thoát luân hồi sanh tử. Mà muốn tu để giải thoát luân hồi sanh tử thì cái điều quan trọng là làm sao. Đức Thầy chúng ta dạy đó là tiếp đến cái câu thứ hai. Cái câu đầu tiên là gắn tu cho quỷ khiếp thần khâm, tới câu thứ hai là phải được tâm phát bồ đề vững chắc. Muốn tu để giải thoát luân hồi sanh tử làm sao? Phải phát tâm bồ đề, phải phát tâm tu thành đạo. Tu thành đạo giải thoát có nghĩa là phát tâm tu thành Phật cho vững chắc, đừng bao giờ bị lung lay cái chí nguyện này. Đồng thời đó là muốn được như vậy rồi thì thầy khi chúng ta làm sao phải hãy cố gắng đó là phải rèn cho mình được cái tâm đại hùng đại lực cho nó mạnh mẽ đi, để chúng ta thắng qua nội ma cũng như ngoại cảnh đang có nghĩa là câu nhận chúng ta hàng ngày. Đồng thời trên con đường tu thì quan trọng nhất là làm sao chúng ta phải tiêu diệt nội ma ở trong tâm của mình, đó là quan trọng. Làm sao chúng ta phải thắng đi được khắc tình lục dục. Đây là 13 con ma lúc nào cũng đang ngự trị trong lòng của chúng ta. Làm sao chúng ta thắng nó thì chúng ta mới tự tại trên đường giải thoát. Mà muốn thắng nó rồi thì sao? Cái điều kiện quan trọng duy nhất là làm sao chúng ta phải có được cái thanh gươm trí huệ sắc bén. Đây là cái khí giới duy nhất để diệt sạch ma lòng. Thế nên chúng ta phải cố gắng tu tập các pháp môn, học Phật, phải cố gắng đó là xem kinh, đọc sách, giữ gìn giới luật, cố gắng đó là tu tập bát chánh đạo, cố gắng thiết tha niệm Phật, để chúng ta có được cái trí huệ sắc bén rồi thì coi như chúng ta đắc đạo tại thế gian, và tương lai thì chúng ta sẽ ra khỏi cái con đường luân hồi sanh tử, chấm dứt mọi nỗi khổ niềm đau. Thì thưa quý đồng đạo, qua 8 câu giảng của Đức Thầy thì quý cô bác đồng đạo chúng ta rút ra một cái bài học ứng dụng trong cái đời tu của mình là như thế nào quý đồng đạo? Chúng ta phải rút ra cái bài học ứng dụng trên con đường tu không đơn giản chút nào. Đừng có bao giờ tu là lớp lớp, tu lơi lơi mà chúng ta thành công đắc quả. Mà lúc nào chúng ta cũng biết rằng con đường tu chúng ta phải trải qua rất nhiều khó khăn, gian chân khổ khó. Thế nên mỗi người phải rèn luyện cái ý chí đại hùng đại lực, phải cố gắng làm sao phát tâm bồ đề vững chắc, dầu cho bao nhiêu cái sự quyến rũ cỡ nào chúng ta cũng phải cố gắng chúng ta lướt qua. Và tu nó quan trọng nhất, muốn đi đến chỗ giải thoát là làm sao chúng ta phải tu tập trí huệ thôi quý đồng đạo. Bởi vì trên đời này quý đồng đạo đối nhân xử thế nè, làm cho tốt đi quý đồng đạo, mà không có trí huệ rồi đó thì không bao giờ ra khỏi con đường luân hồi sinh tử. Mà chỉ có trí huệ thì chúng ta mới đắc đạo giải thoát mà thôi. Thế nên trong cái câu nguyện thứ năm là Đức Thầy chúng ta nói là trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thưa quý đồng đạo, hỡi con đời tục rất hôi tâm, trí huệ trao dồi kiếm nẻo thanh, mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất an lành. Thưa quý cô bác đồng đạo, thì đối với cái đề tài mà chúng con cùng quý cô bác đồng đạo mình chia sẻ thì đến đây xin tạm khép lại. Thì cái đề nó hơi dài, mong rằng quý đồng đạo quan hỷ. Và trong quá trình làm phận sự thì không sao tránh khỏi những khuyết điểm, nếu có điều chi sơ xuất hoặc chưa thấu lý đặc tình thì mong rằng quý cô bác đồng đạo quan hỷ và chỉ dẫn thêm, để giúp giáo viên chúng con ngày một tiến bộ hơn trên bước đường làm nhiệm vụ của mình. Và trước khi rời khỏi nơi đây cũng hết sức là chân thành cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện cho giáo lý viên chúng con được trở về đây. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng thương thầy hộ pháp rất cao của toàn thể quý cô bác đồng đạo gần xa. Và cũng không biết nói sao hơn, xin nguyện cầu với ơn trên Đức Phật, Đức Thầy ban bố phước lành cho tất cả quý đồng đạo lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng suốt, tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Kính chúc toàn thể quý cô bác đồng đạo thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy, đó là chúc cho đó dẹt mây mù, vững vàng bất thối, công phu dương tròn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giáo viên Quỳnh Thị Bạch Lê đem sự hiểu biết của mình chia sẻ cho đồng đạo chúng ta một cách rõ ràng mạch lạc, giúp đồng đạo hiểu đúng, làm đúng theo lời dạy Đức Thầy, xứng đáng là một tín đồ ngoan đạo đúng với câu liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng chào người chân tu.
Vậy thay mặt ban tổ chức và đồng đạo chân thành cảm ơn cô, chúc cô nhiều sức khỏe để phụng sự đạo pháp. Một lần nữa nhiệt liệt cảm ơn cô. Và kính thưa quý vị, đã đến giờ giải lao. À, kính thưa cô bác anh chị em, trong khi thuyết giảng hết đợt một thì cái người đồng đạo ra đây giải lao uống nước cho quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.